Xin chào thầy cô, trong video này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các thầy cô cách sử dụng cái ID và mật khẩu cố định cho các cái lớp học Zoom để giúp các thầy cô có thể cung cấp cho học sinh trước các cái buổi học. Thì thông thường các thầy cô để ý, thông thường khi nếu ta chọn nó đi meeting ở đây thì nó sẽ có hai cái tùy chọn, một là ta bắt đầu một cái phiên làm việc mới, và cái thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cái ID cố định của mình. Ví dụ như ở đây của tôi là có cái mã ID, như các thầy cô có thể nhìn thấy ở đây, thầy cô có thể copy ID này gửi cho người học, và nó copy cái lời mời bằng cái mục là copy invitation. Thì khi đó cái ID và cái mật khẩu sẽ được gửi đến người học. Đây, ví dụ tôi copy cái ID này, sau đó thì tôi có thể gửi nó qua cái group của lớp học, qua mạng xã hội, hoặc là các cái trang quản lý lớp học như là Edmodo hay là Google Classroom. Thì làm thế nào để thiết lập được cái mật khẩu cố định cho cái phiên làm việc của mình, thì thầy cô chú ý ở phía trên này ta có cái nút là meeting, thì khi click vào đây thì ta cũng có thể nhìn được cái ID của mình. Cái thứ hai là để thay đổi cái mật khẩu, thầy cô sẽ nhấn vào cái biểu tượng edit. Thì trong phần này sẽ có một số tùy chọn, thì trong đó là có gì ạ, có cái ID của lớp học, và nếu thầy cô yêu cầu học sinh phải nhập password với bảng lớp học thì ta sẽ tích vào cái mục là request meeting password. Thì trong mục này thầy cô sẽ điền cái mật khẩu mà mình cần sử dụng, ví dụ như ta đặt cái mật khẩu là COVID 2019 chẳng hạn. Thì khi học sinh tham gia lớp học sẽ được hỏi cái ID, thì học sinh sẽ nhập cái ID ở phía trên và sẽ nhập cái mật khẩu ở phía bên dưới như ở đây. Đấy, như vậy là qua video của tôi đã hướng dẫn các thầy cô cách đặt cái ID cố định cho cái lớp học mà ta tổ chức ở trên Zoom. Ngoài ra có một số cái tùy chọn khác nữa thì tôi sẽ giới thiệu ở các cái video khác. Xin chào thầy cô.